Kính thưa quý vị, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định là giải pháp để Đảng, Nhà nước, nhân dân ta thực hiện được các mục tiêu phát triển đất nước đã được Nghị quyết Trung ương xác định đến năm 2030, 100 năm ngày thành lập Đảng và đến năm 2045, 100 năm thành lập nước và xây dựng nước Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Theo đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phải hoàn thiện cơ chế hữu hiệu để nhân dân thực sự được thực hiện quyền làm chủ của mình, hoàn thiện, cụ thể hóa các phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Và để đạt được các mục tiêu này, việc xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn hiến pháp, pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội là rất quan trọng. Đó cũng là chủ đề tọa đàm ngày hôm nay của báo Pháp luật Việt Nam. Và đến với tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có tiến sĩ Nguyễn Thúy Hoa, Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực 1. Xin cảm ơn. Xin được giới thiệu tiến sĩ Ngô Ngọc Diễm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đầu tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với tọa đàm ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin phép được hỏi tiến sĩ Nguyễn Thúy Hoa, quan niệm về thượng tôn hiến pháp và pháp luật hình thành tại Việt Nam từ bao giờ và cần hiểu nhận thức ra sao về khái niệm này? Cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn. Thượng tôn pháp luật đúng là trong đời sống chính trị xã hội thì gần đây được báo chí truyền thông nói rất là nhiều. Mà ở Việt Nam có thể nói rằng là thượng tôn pháp luật là một cái nguyên tắc, là một quan niệm đã được hình thành từ rất lâu. Nếu mà có thể kể đến một cách chi tiết thì người dân Việt Nam có thể tiếp cận đến thuật ngữ thượng tôn pháp luật từ trong bản yêu sách mà Hồ Chí Minh gửi đến Hội nghị Versailles. Trong các cái nội dung khi đề cập đến yêu cầu từ phía Việt Nam đối với nước Pháp đã đề cập đến một vấn đề, đó là câu chuyện pháp quyền. Và sau này thì để cho người dân Việt Nam dễ tiếp cận và dễ nhớ thì Hồ Chí Minh có chuyển thể sang cái dạng văn vẻ. Và một trong những cái câu nói mà người dân Việt Nam cũng như tôi rất là nhớ, đó chính là cái câu là bảy xin hiến pháp ban hành, trăm điều phải có thần linh pháp quyền. Như vậy hiểu một cách đơn giản nhất, thượng tôn hiến pháp pháp luật có nghĩa là pháp luật là tối thượng, là trên hết. Và không ai có quyền ngồi trên pháp luật hay không ai có quyền đứng trên pháp luật, kể cả chính người đã ban hành ra pháp luật. Pháp luật vừa là công cụ để nhà nước quản lý đời sống xã hội, nhưng đồng thời pháp luật cũng chính là cái khuôn mẫu, là nguyên tắc để bảo vệ chính chúng ta, chống lại sự lạm quyền, lấn quyền và xâm phạm quyền lợi của chính chúng ta. Thế còn có một ý thứ hai, bạn hỏi rằng là hiểu thế nào đúng về nguyên tắc pháp quyền và thượng tôn pháp luật, thì theo tôi có thể đơn giản hóa như này, có 3 cấp độ. Ở cấp độ thứ nhất, thượng tôn hiến pháp pháp luật tức là mình tuân thủ hiến pháp và pháp luật, mình kiềm chế hành vi của mình, không thực hiện những điều mà pháp luật cấm. Ở cấp độ cao hơn thì khi pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của đời sống xã hội, mình soi vào hành vi của mình và pháp luật để thấy cái gì đúng, cái gì chưa đúng và điều chỉnh hành vi của mình. Như vậy ở cấp độ này mình chủ động thực hiện pháp luật. Và ở cấp độ cao hơn 3, cấp độ 3 và cao nhất, thì khi pháp luật nó trở thành là công bằng và công lý, là lẽ phải, việc người dân và mỗi cơ quan cán bộ nhà nước thực hiện pháp luật bằng niềm tin về cái sự công bằng và lẽ phải ấy, nó trở thành chuẩn mực ứng xử. Và khi ấy thượng tôn pháp luật không chỉ còn là nguyên tắc mà trở thành một nét ứng xử đẹp văn hóa và đánh dấu cái sự phát triển của những giá trị dân chủ trong mỗi quốc gia và dân tộc. Xin được cảm ơn tiến sĩ. Trong nghị quyết số 27 có nêu vấn đề là xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vậy vấn đề này hiện đang được triển khai trên thực tiễn như thế nào, đặc biệt là trong hệ thống chính trị? Đây là một vấn đề lớn. Và đúng như câu hỏi của người dẫn chương trình đưa ra là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, như chúng tôi vẫn nói. Thế còn thể hiện như thế nào? Tôi có thể nói ngắn gọn bởi cái đầu chủ thể thế này. Trước hết là Đảng chính trị ạ. Mà cụ thể ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì để cho một cái chủ trương, quan điểm của Đảng đi vào đời sống thực tiễn, nó phải thông qua hàng loạt các phương thức lãnh đạo của Đảng. Thứ nhất là ban hành hệ thống các chủ trương, nghị quyết, mà trong đó là gì? Chỉ đạo để hướng tới là hoàn thiện một hệ thống pháp luật, và trên cơ sở đó dùng pháp luật làm cái cơ sở pháp lý, là cái tiêu chuẩn để điều chỉnh mọi hành vi. Thứ hai là sự vào cuộc của Đảng nó thể hiện thông qua cái công tác cán bộ. Đó là việc anh lựa chọn, anh tuyển dụng, anh bổ nhiệm những vị cán bộ của mình vào những vị trí mà rõ ràng nó phải tuân theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục, bảo đảm cả yếu tố về mặt chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức.
Ngoài ra nó còn phải thông qua những cái hoạt động như là công tác kiểm tra giám sát của Đảng, công tác phát huy vai trò nêu gương của đảng viên. Như vậy ở nhóm chủ thể nhất, sự vào cuộc là đồng bộ trên các phương thức lãnh đạo của Đảng. Thứ hai thì nhìn ở góc độ nhà nước đã làm gì trong hệ thống chính trị? Thì điều này chắc tất cả độc giả và các đồng chí ngồi trong này sẽ đều thấy một điều rất rõ là trong suốt, phải nói rằng là những năm đổi mới gần đây, đặc biệt là trong khoảng 3-4 nhiệm kỳ của Quốc hội gần đây, chúng ta đã có những nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng hoàn thiện một hệ thống pháp luật đáp ứng các cái tiêu chí như là tính đồng bộ, tính khả thi, đúng không ạ? Rồi tính minh bạch, tính dễ tiếp cận, và gần đây nhất là Nghị quyết 27 đề cập đến câu chuyện tính nhân đạo và nhân văn. Như vậy thì rõ ràng thông qua cái việc ban hành hệ thống pháp luật, nó là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật trong đời sống chính trị xã hội. Và thông qua câu chuyện làm luật ấy thì các chủ thể khác trong bộ máy nhà nước của chúng ta đồng thời vào cuộc, như là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân này, thế rồi là tổ chức thực hiện, làm thế nào cho người dân có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, minh bạch nhất, ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát vấn đề thực hiện này. Và cuối cùng các bạn thấy đấy ạ, còn một vấn đề nữa, đó chính là sự vào cuộc của hệ thống các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, đấu tranh, kiểm tra và xử lý các vi phạm. Điều đó góp phần tạo nên sức sống và những cái giá trị hiện thực của tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngoài ra thì các chủ thể còn lại trong hệ thống chính trị như là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hay là các tổ chức xã hội nghề nghiệp, và đặc biệt là quần chúng nhân dân, cũng như không thể không nói đến một vai trò của truyền thông báo chí mà chúng tôi vẫn gọi là quyền lực mềm đấy ạ. Thì đúng là trong những năm qua, sự vào cuộc thể hiện thông qua câu chuyện tham gia vào hoạt động giám sát này, phản biện xã hội này, người dân có thể thực hiện cái quyền của mình thông qua các hoạt hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, và truyền thông báo chí với vai trò của mình, với tôn chỉ hoạt động của mình trong vấn đề tuyên truyền phổ biến, nâng cao cái ý thức pháp luật, và đã đem đến một đời sống chính trị một cái góc nhìn về những chuẩn mực pháp lý, những giá trị mà từ đó người dân có thể là nghe, nhìn, rồi nhớ và làm theo, và trên cơ sở đó thì nó trở thành những giá trị trong đời sống chính trị. Và tôi nghĩ rằng đấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Liên quan đến vấn đề mà xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, có năng lực trong thực thi công vụ, đáp ứng cái yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì vấn đề này tiến sĩ Ngô Ngọc Diễm có ý kiến như thế nào? Đây là vấn đề không mới. Xây dựng một đội ngũ cán bộ liêm chính ấy, đây là một chủ trương rất lớn của Đảng, nhà nước, và cần là phải là làm việc một cách là triệt để. Chính vì vậy phải có cái sự đồng thuận giữa các hệ thống chính trị đến người dân. Tôi cho đây là một cái chủ trương rất là tốt. Chính vì vậy chúng ta làm các bước nó như thế nào? Như tôi được biết ấy, thì xây dựng một đội ngũ liêm chính ấy, là xây dựng một đội ngũ cán bộ vì nước vì dân, với một nền dân chủ là một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chúng ta phải nhận thức được ấy, là một cái thể chế chính trị là nhà nước của dân. Nhà nước của dân là gì? Là nhà nước do dân là làm chủ, và nhà nước do dân có quyền gì? Giám sát. Chính vì vậy cái đội ngũ liêm chính phải nhận thức được đây là công bộc của nhân dân. Tôi thấy đây là một cái thuật ngữ không mới, nhưng mà chúng ta phải nhận thức lại là những người cán bộ phải tận tụy với nhân dân, phải vì công việc, phải vì nhân dân. Làm thế nào để mà chúng ta có những cái giải pháp để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực thực hiện cái công vụ đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền? Chúng ta học rất nhiều của các nước khác, và cái sự học này có thể vận dụng ở Việt Nam, đó chính là làm thế nào để cán bộ của mình không dám mấy thứ này sau đây. Thứ nhất là chúng ta không dám tham nhũng, đúng chưa ạ? Thế thì khi không dám tham nhũng có nghĩa là bạn đòi hỏi phải có một thể chế để bạn có thể kiểm soát được người ta, quy định rõ ràng chức trách nhiệm vụ đúng vai thuộc bạn. Thứ hai cũng để hướng tới một đội ngũ cán bộ công chức mà nói như bạn là đáp ứng yêu cầu của đời sống chính trị xã hội hiện nay, thì ngoài câu chuyện không dám là bạn không cần. Tức là nhà nước hay nói cách khác là phải có những cái cơ chế để bảo đảm những cái chế độ đãi ngộ để cho cán bộ công chức có thể sống được bằng lương của họ. Và phải có cơ chế bảo vệ cán bộ với những người dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh. Thấy đúng thì bảo vệ và thấy sai thì phải đấu tranh. Cái thứ ba là ngoài câu chuyện mà vừa mới phân tích thì thấy rằng là không thể. Pháp luật sẽ tạo ra bạn một cái khung pháp lý chặt chẽ về quy trình, trình tự, thủ tục, và các chủ thể giám sát bao gồm giám sát bên trong và giám sát bên ngoài. Đối với cán bộ công chức, nhất là những cái thiết chế giám sát bên ngoài từ người dân, từ truyền thông báo chí ạ, khiến cho cán bộ của mình phải thực hiện đúng cái sự liêm chính của mình. Và một điều nữa rất quan trọng mà buổi ngày hôm nay nói đến, đó chính là câu chuyện về mặt giáo dục đạo đức ạ. Đó là không cần.
đó là đánh vào lòng tự trọng, ý thức tự tôn dân tộc. Thì cái liêm sỉ của mỗi con người được trỗi dậy, được bảo vệ và thúc đẩy, thì nó sẽ là một cái cơ chế bên trong kiểm soát điều tiết hành vi của mình. Tôi nghĩ đơn giản như vậy ạ. Bên cạnh đó thì có lẽ nó cũng phải nâng cao cái vai trò của công tác thanh kiểm tra, đúng không ạ? Vậy thì trên thực tế hiện nay cái việc thanh kiểm tra và giám sát của cơ quan nhà nước để đảm bảo cái thượng tôn hiến pháp và pháp luật, thực tiễn nó đang diễn ra như thế nào? Công tác kiểm tra ấy, thì tôi thấy là đây là một cái nhiệm vụ rất là lớn. Tôi thấy là ở cấp trung ương, ví dụ như là cái vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội đối với cái công tác xây dựng dự án luật hoặc đối với một cái chương trình hành động của chính phủ đều được Quốc hội quan tâm. Và trong những năm gần đây, cái vai trò của đại biểu Quốc hội ý, với chức năng giám sát ý, được đẩy mạnh và đem lại những hiệu quả cao nhất. Tôi thấy xây dựng một nhà nước pháp quyền ý, là lấy pháp luật thượng tôn, thì cái công tác giám sát ý, nó được đề cao hơn nữa, và nó xây dựng từ cái hệ thống chính trị, đó là người dân làm chủ. Người dân làm chủ thì có nghĩa rằng là người dân được tham gia tất cả công việc trọng đại của đất nước và người dân có quyền giám sát. Tôi thấy ví dụ như giám sát những cái chương trình về quyền được học của người dân, cái quyền được khám chữa bệnh của người dân, rồi cái quyền người dân được sống trong môi trường trong lành. Đây là một cái giá trị rất là nhân văn, được hiến pháp rồi đảng và nhà nước quan tâm. Vừa rồi Bộ Chính trị ra quyết định 178 ấy, là cái kiểm soát quyền lực. Tôi đây là một chủ trương rất là quan trọng, và đây là một cái tiền đề để cho Quốc hội chúng ta giám sát cái việc ban hành pháp luật và thực thi pháp luật. Tôi nghĩ rằng sau này nó sẽ đem lại những lợi ích rất là to lớn đối với đời sống nhân dân. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Ngô Ngọc Diễm. Kính thưa quý vị, tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, hướng đến người dân, lấy con người làm trung tâm. Về vấn đề này, thưa tiến sĩ Ngô Ngọc Diễm, quan điểm về quyền con người và giáo dục quyền con người tại Việt Nam được hình thành ra sao? Quyền con người là một thuật ngữ được nhắc đến từ lâu, nhưng mà nhận thức về quyền con người cả một quá trình. Theo như tiếng Hán, ý, quyền con người gọi là nhân quyền. Đây là một cái thuật ngữ ý, nó đã đi sâu vào lòng người rồi. Và để nhận thức được nó, chúng ta phải cần có các cái bước sau đây. Thứ nhất là phải giáo dục quyền con người cho chính những cái cơ sở đào tạo, ví dụ như đội ngũ giảng viên. Chúng ta từ xưa đến nay chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống giáo dục đào tạo về cái quyền con người cho đội ngũ giảng viên. Tôi thấy đây là phải, vấn đề cần phải làm ngay. Cái thứ hai là phải cần xây dựng một cái hệ thống học liệu, ví dụ như là các cái tập bài giảng về giáo dục quyền con người từ cái cấp đại học cho đến các cái cấp đào tạo như cao đẳng, rồi thậm chí là cái cấp ở bậc trung học cơ sở và cơ sở. Từ xưa đến nay chúng ta chỉ tập trung vào cái cấp đào tạo ở cấp đại học. Đâu đó thì ở các cái cơ sở đào tạo chuyên ngành của luật học ấy, thì chúng ta mới nhắc đến cái đào tạo về quyền con người. Bởi vì chúng ta có cái môn dạy nhà nước và pháp luật, và có cái môn là môn dạy về luật hiến pháp, thì trong đó nó có điểm qua về ý nhiệm vụ bảo vệ quyền con người. Và trong cái quá trình đào tạo về quyền con người ở các cái cấp ấy, chúng ta phải có cái sự phân định rõ ràng về cái nhận thức về quyền con người và quyền công dân. Quyền con người là những cái quyền mà tự nhiên của con người sinh ra chúng ta đã có rồi. Ví dụ như là cái quyền được sống, hoặc là cái quyền được cấm bị tra tấn, hoặc là cái quyền mà có nơi ở, hoặc những cái quyền mà được giáo dục. Đây là những cái quyền tự nhiên. Rồi cái quyền công dân ý, đây là cái quyền mà hiến định hoặc cái quyền luật định của một quốc gia quy định cho công dân ở nước sở tại. Nhưng mà cái quyền công dân đó nó cũng không được trái với cái quyền con người. Nó được giới hạn một cái ranh giới rất là nhất định. Nó thể hiện cái sự văn minh phát triển của mỗi quốc gia. Nói đến câu chuyện quyền con người thì chúng ta phải nói đến là xác định rất rõ cho hai nhóm chủ thể hiện nay cần phải hướng tới hàng đầu. Một chính là đội ngũ cán bộ làm quản lý. Vì chính đội ngũ ấy đang thực thi công vụ, sử dụng quyền lực công. Đây là đối tượng rất dễ là sử dụng quyền lực công để lạm quyền. Tức là có thể dẫn đến câu chuyện là tùy tiện xâm phạm quyền con người của công dân. Cái nhóm chủ thể thứ hai mà tôi nghĩ rằng cần phải thay đổi nhận thức và là tương lai chủ nhân đất nước, đấy chính là đối tượng thế hệ thanh niên trẻ. Thứ hai nhóm chủ thể đấy, cái rào cản ở con là gì? Ở góc độ cán bộ quản lý
với tư duy, quan niệm và chịu sự ảnh hưởng của lễ giáo, những cái thứ bậc trong Nho giáo đã ảnh hưởng rất sâu đậm cho người Việt Nam. Dẫn đến câu chuyện là làm thế nào đội ngũ này nhận thức được đúng chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người cùng dân. Quyền con người nó vốn có hai cái thuộc tính là tính phổ biến và tính đặc thù. Tính phổ biến thì tất cả chúng ta ở đây ai cũng có quyền như nhau. Nhưng tính đặc thù là quyền con người ấy nó không tồn tại một cách chung chung trong không gian, mà nó gắn với một thể chế chính trị, một quốc gia mà bạn đang sinh sống. Cho nên trong quá trình giáo dục quyền con người Việt Nam, cái khó khăn là làm thế nào để người dân hiểu được là anh có quyền, đồng thời anh cũng phải có nghĩa vụ. Và anh không thể dùng một cái hệ quy chiếu của một nước nào khác để đòi hỏi mình có những giá trị tương đồng như vậy, khi mình đang phải gắn với những điều kiện về kinh tế, văn hóa, tập quán và thể chế chính trị đặc thù. Cho nên là giáo dục thế nào để hiểu đúng quyền của mình, đúng nghĩa vụ của mình, để từ đó tổ chức thực hiện. Thì tôi nghĩ đấy là cái khó khăn. Và một cái khó khăn tôi muốn nói đến là gì? Cũng là một vấn đề nhạy cảm và có tính hai mặt của một vấn đề. Đây là nội dung mà chúng ta thường thấy là các cái thế lực thù địch hoặc là các cái tổ chức cá nhân bất đồng, có quan điểm chính nghĩa bất đồng, hay sử dụng cái tính đó để có thể là tuyệt đối hóa về vấn đề quyền, hay là tuyệt đối hóa những giá trị dân chủ của một nước nào đó áp dụng Việt Nam. Thì đây chính là câu chuyện anh giáo dục nhưng anh phải nhận diện cái đúng, cái sai, cái phù hợp và cái không phù hợp. Tôi nghĩ đấy là những cái thách thức. Và ngoài ra thì làm một vấn đề mới nó cũng đòi hỏi kinh tế này, ngân sách này, kinh phí. Thưa tiến sĩ Ngô Ngọc Diễm, việc giáo dục quyền con người cho cán bộ công chức ở các xã, phường, thị trấn, những người mà tiếp xúc trực tiếp với người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành cái văn hóa, tác phong, ý thức tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người từ cấp cơ sở. Ông có đánh giá và nhận định như thế nào về quan điểm này? Đây là một chủ trương rất là đúng đắn. Giáo dục quyền con người đối với cấp cơ sở rất khó. Cái quyền con người là cái quyền phổ quát, phổ biến. Còn cái quyền công dân ấy được hạn chế bởi mức thể chế chính trị của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia ấy là anh có một cái quyền công dân khác nhau. Chính vì vậy, để giáo dục cái quyền con người cho cái tầng lớp nhân dân ở cơ sở là rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ như là nhận thức của mỗi địa phương ấy, nó khác nhau. Cho nên cái công tác giáo dục quyền con người chúng ta cũng phải phân định, chúng ta cần phân chia ra cái cách đào tạo đó phải khác nhau. Chính vì vậy mà Đảng và nước ta trong những năm gần đây là đang đẩy mạnh cái công tác giáo dục về quyền con người cấp cơ sở. Tôi lấy ví dụ như là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có hẳn một cái viện về quyền con người. Và trong những năm gần đây thì cái viện quyền con người đó ấy là thúc đẩy cái công tác đào tạo cho đội ngũ giáo viên cấp cơ sở về quyền con người. Chính cái đội ngũ này là đối tượng lan tỏa cái quyền con người đối với các cái người dân một cách trực tiếp nhất. Đấy, tôi thấy đây là một cái mô hình cần phải nhân rộng. Liệu có những cái giải pháp nào để mà nâng cao cái vấn đề này không ạ? Tôi nghĩ là có nhiều chứ, và mình cũng đã làm rồi mà. Ví dụ như ngoài câu chuyện đào tạo bồi dưỡng, thì câu chuyện chúng ta ứng dụng công nghệ số, truyền thông, chúng ta tuyên truyền, chúng ta sân khấu hóa đi. Và để từ đó người dân có thể hiểu đúng. Thì đấy là một hình thức để giúp chúng ta có thể hiểu hơn. Thứ hai là thông qua các cái hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp chẳng hạn, mà người dân được tham gia vào với vai trò là hội thẩm hoặc là tham gia trong các phiên tòa xét xử công khai chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đây cũng là chính là những cái phương thức để người dân có thể tiếp cận những vấn đề pháp lý, những vấn đề thực tiễn sâu sắc. Một ngày hay một lần bạn ngồi dự phiên tòa xét xử công khai, cái sự thẩm thấu những giá trị pháp luật ấy vào trong bạn nhiều hơn việc bạn nghe hàng trăm hay hàng chục lượt báo cáo viên tuyên truyền. Thời gian qua, nhà nước đang yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm định danh. Hiện tại thì cũng đã có luật căn cước. Tuy nhiên thì một số cá nhân cho rằng là việc này nó rất có thể dễ xâm hại đến quyền con người và cũng như là cái việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Vậy thì trên thực tế cái việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dân được diễn ra như thế nào? Đây là một cái chủ trương rất là tốt và nó đáp ứng được cái chương trình hành động của một quốc gia. Đó là một chính phủ điện tử. Chính phủ điện tử có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ giúp cho người dân tiếp cận với đời sống một cách nhanh nhất. Chúng ta có quyền được khám chữa bệnh, chúng ta đã có quyền được học tập, rồi chúng ta có cái quyền được sống trong một cái thế giới phẳng. Và những cái hoạt động này đều được tích hợp bằng chế độ điện tử, mà cụ thể ở đây là cái căn cước công dân. Chúng ta có thể ngồi một nơi và chúng ta thực hiện được nhiều công việc khác nhau. Thì đâu đó cho rằng là cái đời tư chúng ta bị xâm hại, thì mọi người hãy yên tâm, cái luật căn cước đã ra đời và cái hoạt động của chính phủ này đã được kiểm soát bằng luật căn cước.
trong nhà nước pháp quyền như chúng ta đã trao đổi với nhau từ đầu giờ đến giờ, nhà nước quản lý bằng luật. Tuy nhiên thì cái pháp luật này nó không phải là pháp luật là ý chí của một bộ phận hay một nhóm người, mà cái pháp luật chúng ta đang xây dựng và đang tổ chức thực hiện là pháp luật hướng tới bảo vệ lợi ích của tất cả người dân ở trong đất nước ấy. Nên cái luật căn cước ấy không phải là một cái cơ chế để nhà nước có thể thu hẹp quyền lợi của dân đâu, mà chính là cơ chế để bảo vệ quyền lợi của người dân. Thông qua luật căn cước ấy, nhà nước tích hợp các dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, và người dân cũng thuận lợi an toàn hơn trong chính hệ thống dữ liệu của mình. Còn để bảo vệ được hệ thống dữ liệu ấy thì xin thưa với độc giả rằng chúng ta có rất nhiều những luật đã được ban hành. Tôi lấy ví dụ luật an ninh mạng chẳng hạn. Đúng chưa ạ? Và gần đây nhất có một văn bản quy phạm pháp luật được người dân rất đón nhận, đặc biệt là cán bộ công chức phải rất lưu ý. Đó chính là Nghị định số 13. Nghị định số 13 này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Và lần đầu tiên trong Nghị định 13 này quy định rất rõ về hiểu thế nào là dữ liệu cá nhân, trong đó phân vùng ra là dữ liệu thông thường, dễ dàng khai thác sử dụng, loại dữ liệu nhạy cảm với cơ chế bảo mật, và sẽ có những cái dữ liệu mà bạn thấy rằng là để sử dụng dữ liệu của bạn hay của tôi thì chỉ cần là chúng ta đồng ý là người khai thác có thể sử dụng được. Nhưng xin thưa, để phục vụ cho công tác quản lý và an ninh chính trị, sẽ có những loại dữ liệu mà không cần xin phép các bạn. Tôi lấy ví dụ như bạn đi ra ngoài đường, camera an ninh giao thông lúc nào sẽ quay các bạn. Bạn vào trong bệnh viện, trường học hay vào bất kỳ một nơi nào đó đều có camera, nhưng camera ấy sử dụng hình ảnh của các bạn, âm thanh của các bạn vào mục đích gì thì luật đã quy định rất rõ. Và Nghị định 13 còn quy định những hệ thống chế tài cũng như trách nhiệm của các cơ quan từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là nghị định này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ công chức khi tiếp cận các thông tin dữ liệu người dân, anh phải có trách nhiệm bảo mật, bảo vệ nó ạ. Đây chính là những tinh thần để hướng tới là gì? Bảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyền, và đúng tinh thần là thượng tôn pháp luật ạ. Và tôi hy vọng rằng là sau này khi thực hiện một thời gian, Nghị định 13 không còn là nghị định nữa, mà nó trở về đúng sân chơi của nó, đó phải là luật. Bởi vì quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền phải được ghi nhận bằng luật ạ. Tôi tin là sẽ như vậy. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Hoa. Kính thưa quý vị, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức pháp luật nghiêm minh, nhất quán, đảm bảo thượng tôn hiến pháp và pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn lực pháp luật là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết số 27 đề cập. Tin rằng với sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghị quyết số 27, các quy định tại nghị quyết sẽ sớm phát huy giá trị, hiệu quả trong cuộc sống. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.